Trái đất năm 2036, tàu không phản ứng, điều khiển lái không hoạt động. Tôi lặp lại, tàu không phản ứng. Thế bị phản ứng đang tắt. À, thì làm gì đó đi, vì Chúa. Chúng ta điều khiển nếu nghe thấy chúng tôi. Lena và Mark, nếu nghe thấy điều này, bố muốn hai con biết. Họ đã nhốt tôi ngoài căn phòng. Sterling, hôm qua anh có về nhà không thế? 3 năm đàm phán và giờ cô ta thế này. Đừng có cố biện hộ cho cô ta. Cô ta không nghĩ điều tra về vụ rơi. Có lẽ có thể bao gồm người điều tra nghiên cứu của chính phủ. Đáng ra không nên để thung lũng Silicon sờ đến chương trình không gian. Sterling, sao? Đừng có mè nheo nữa. Tốt quá. Anh cũng đi. Ở đây cứ như thành phố ma ấy. Nhưng hãy nhìn vào tương lai, đúng không? Còn rover mới có tốc độ cao nhất là gì? Chúng ta sẽ tìm ra. Đèn điện có chịu được không? Có. Rồi rồi, tôi hiểu mà. Bảo mật của doanh nghiệp. Nhưng giao tiếp nhanh hơn ánh sáng. Ý tôi là đó là một bước nhảy vọt rất lớn. Nếu ta có nói 6 năm trước có thể. Xem kìa, là lầu của tôi. Cô chắc mình đã sẵn sàng chứ? Cô chắc mình không ghen tị vì tôi có công việc của cô chứ? Hãy hạ cánh xuống an toàn trước khi cô bắt đầu khoe khoang. Vậy giờ tôi phải đợi đến khi được mờ như ma cà rồng đấy à? Cô quản lý, đối với chúng tôi, anh đã chết từ khi chuyển đội rồi. Được thôi. Tôi sẽ chờ. Nhưng người dân cần câu trả lời. Những câu trả lời cần câu trả lời, Sterling. Người dân có thể chờ. Chỉ đang cố làm việc của tôi thôi, Mark. Chào buổi sáng, giám sát kế hoạch Mackenzie Wilson. Quỹ đạo thăm dò của trạm Intrepid ổn định ở độ cao 342 km so với sao Hỏa. Cô đã yêu cầu theo dõi tiểu hành tinh vượt qua vào lúc 9:53 sáng nay. Nó sẽ không di chuyển trong quỹ đạo thăm dò. Tôi rất vui báo cáo rằng tất cả các hệ thống đều không đáng kể trước tàu đáp trên sao Hỏa bắt đầu đếm ngược trước khi phóng. Chờ đã, cái gì? Tại sao ta lại sẵn sàng phóng sớm hơn 5 tiếng? Có một cơn bão cát đang tiến tới điểm đáp, và bụi cát có thể ảnh hưởng đến chức năng của động cơ. Được, vậy đây là viễn cảnh đáp tốt hơn. Tôi thấy rồi, nhưng ai đã cấp quyền? Là tôi. Gọi Lena. Chị cô đang trong buổi họp. Cô ấy có thể không trả lời. Đếm ngược quá trình thả tấm thép hạ cánh. T-60, 59, chết tiệt, dừng lại. 58, 57, 56, ngừng đếm ngược, 55. Lệnh khống chế của anh đâu rồi? Mark, chuyện vui. Người máy mà chị nuôi đang chuẩn bị phóng sớm mà không được cấp quyền. Chị thề đã định nói với em. Nói với em điều gì? À, thì đang dẫn dắt cuộc điều tra vụ rơi. Cái gì? Hội đồng đã đồng ý tối qua. T-30. Chị tin AT. Chị đang cho lính tập sự tham chiến trước khi anh ta học xong cơ bản. Em có thực sự muốn biết tại sao họ lại hạ cấp em không? Ta không biết liệu em đã làm công việc của em đúng đắn vào 6 năm trước đây.
Hãy chuẩn bị cho mọi khả năng, bao gồm cả sai sót của con người. Vâng, còn chị hãy chờ sai sót của trí tuệ nhân tạo. Chị sẽ về văn phòng để xem quà. Ý hay. T-10. Tất cả đều ổn. Thiết bị cảm biến phóng Intrepid báo cáo hệ thống bình thường. Tấm thép hạ cánh đã được thả. Tất cả sẵn sàng phóng. Tôi đã hoàn thành thủ tục tiêu chuẩn của cô Mackenzie. Lối đi của tàu vũ trụ Intrepid không có trở ngại. Sẵn sàng đáp bước 2. Thi hành bước 2. Năm mươi bảy giây trước khi phi thuyền vào bầu không khí. Đang chạy phân tích thông thường. Hệ thống bình thường. Dù được mở trong 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đã mở rủ. Tôi có thông báo, nhiệt độ vỏ bảo vệ ngoài phi thuyền cao hơn mức bình thường 11%. Tắt lá chắn nhiệt trong 3, 2, 1. Tôi không thể giải phóng lá chắn nhiệt. Máy móc có trục trặc. Chạy ra thuốc giải phóng thứ cấp. Thất bại sao lưu. Phương án dự phòng của chúng ta là gì? Tôi đang chạy mô phỏng. Đây không phải những gì chúng ta hy vọng. Tôi dự đoán khả năng thành công là 7%. Anh phải làm tốt hơn thế. Thật sự nếu chúng ta phí phạm một lần phóng lên sao hỏa, tôi sẽ lôi anh khỏi trần nhà. Xem nào. Hãy mở một phần phi thuyền để có thể bung tấm chắn nhiệt. Ta sẽ đập nát nó. Điều này đã tăng khả năng, nhưng cũng chỉ ở mức 42%, vẫn tốt hơn 7%. Đã ghi chú. Kích hoạt mở một phần phi thuyền. Phát hiện thấy bảng phòng chống. Đã khởi tạo giao thức khôi phục dữ liệu trước thiên tai. Đã tách lá chắn nhiệt. Bắt đầu đốt cháy động cơ ion. Chị cô đang gói. Hạ cánh. Mở lá chắn nhiệt không thành công và bọn em phải chạy giao thức khẩn. Và đó là lý do ta có Ati. Chúng em đã làm theo kế hoạch của em. Và Ati đã thực hiện. Nó được thiết kế để làm như thế, Lena. Xử lý bằng mọi cách và vận động tốc độ cao. Không phải để giải quyết vấn đề theo lý thuyết. Không phải để thực hiện nhiệm vụ. Ati đã vượt quá xa khả năng của con người. Chị có biết con người đã làm được gì không? Chúng ta đã viết đoạn mã cao đến 3 mét bằng tay cho việc đáp trên mặt trăng, kiểm tra và kiểm tra lại xem bom nguyên tử có đốt cháy bầu không khí hay không. Ta đã phát hiện ra thuyết tương đối khi làm cho văn phòng chính phủ, Lena. Chúng ta đã tạo ra trí tuệ nhân tạo để giúp ta, không phải để dẫn dắt ta. Bố không muốn điều này. Bố không có ở đây. Cảm biến quét bình thường. Hệ thống phi thuyền bình thường. Em đang tận hưởng đèn siêu sáng chứ? Đang khám phá ngay lúc này. Đúng là thứ làm thay đổi cục diện. Em không nghĩ thế sao, Mackenzie? Mark? À, thì đã phát hiện có liên lạc ngay lập tức. Và cách mạng hóa việc thăm dò không gian. Vâng, và ai phát minh ra Ati? Em đang sống trong thế giới của ông ấy đấy. Trí tuệ nhân tạo sẽ sống lâu hơn ta và khám phá những chòm sao.
Phi thuyền ISV đang hoạt động hoàn hảo. Vậy, vai trò của em là gì? Đâu thể hai tướng quân trên cùng một chiến trường. Em là biện pháp dự phòng. Cảnh báo. Phát hiện tín hiệu. Tôi phát hiện vật thể không xác định nguồn gốc. Vật thể không xác định nguồn gốc là cái gì? Nếu AT tìm ra thứ mà nó không phát hiện trong quá trình học hỏi, nó sẽ tìm đến ta. Ít nhất vẫn còn sợi dây xích của nó. Tôi đang cố phân tích tín hiệu truyền. Nó đến từ con tàu Rover 5 đã ngừng hoạt động. Chỉ là một vật thể lửa tạo thành, không phải vật thể không rõ nguồn gốc. Chắc là có trục trặc rồi. Sẽ ra sao nếu cảnh báo không phải trục trặc? Có một cách để tìm ra. Một nhiệm vụ thăm dò, xem liệu nó có khả năng thực hiện sứ mệnh thật sự trực tiếp hay không. Bài kiểm tra Turing. Artie, anh có nhiệm vụ mới. Điều tra vật thể không rõ nguồn gốc. Chị biết rằng nếu nó thất bại, nhưng nếu cậu ấy vượt qua, có lẽ đó là kết thúc của việc kiểm soát nhiệm vụ do chính con người thực hiện. Chị biết đó, Sterling có lẽ sẽ có ích ngay bây giờ. Sterling tránh xa cho đến khi chuyện này được giải quyết. Rõ chưa? Nền tảng của khoa học là gì? Kết quả lặp lại. Thật tốt khi biết chị vẫn chưa quên tất cả mọi thứ. Tái tạo các bản quét. Chụp ảnh nguồn. Xin lỗi Mackenzie, nhưng tôi mới là chỉ đạo nhiệm vụ. Chạy chương trình quét đi, Artie. Đã hiểu. Chạy chương trình quét. Lệnh khống chế của nó là gì? Không, Mackenzie. Trong trường hợp khẩn cấp, chị chính là lệnh khống chế. Được rồi, giờ thì đi tìm câu trả lời cho chị. Tôi đã lên kế hoạch cho lối lái an toàn nhất. Thời tiết trên sao Hỏa, tôi phát hiện rằng đang dần tệ hơn. Đại sứ robot của chúng ta đúng không? Cô có biết rằng tất cả cư dân sao Hỏa đều là robot không? Anh đang nói chuyện vặt hay đang cố nói đùa thế? Chỉ cho cô biết sự thật thôi. Vâng, vì chúng tôi gửi robot đến đó để chết. Và con người nữa, có phải là thế?
Cẩn thận với cô bé tròn khăn đỏ nhé. Tôi xin lỗi, cô bé tròn khăn đỏ. Tôi mới gọi chiếc ISV là cô bé quàng khăn đỏ. Mời mình khám phá khu rừng sâu, tối tăm. Nhưng tôi đã bị đánh bại. Nhưng xem ai đang nắm quyền kìa. Ý cô là tôi. Sao, không vui à? Tôi sẽ đặt nhiệm vụ của tôi là khiến anh cười. Có lẽ cô nên hỏi ý Lena để được cho phép thực hiện nhiệm vụ. Và tôi lại nghĩ rằng anh có thể thắng giải Nobel. Rất khó có khả năng. Giải Nobel chỉ được trao cho con người. Và ít nhất anh biết vị trí của mình. Thật tiếc khi Lena lại không như thế. Anh nghĩ gì về chị tôi? Cô ấy luôn đưa ra hướng dẫn rõ ràng và cô ấy nhiệt tình ủng hộ khởi xướng AD. Chúa ơi, họ lập trình anh như một con chó. Anh có thích chị ấy không? Cô thì sao? Chúng tôi không phải bạn bè, hãy hiểu như thế. Chúng ta có phải bạn bè không? Ồ, anh đang nghiêm túc. Vậy nói tôi nghe xem. Chúng ta phát hiện gì đó mới. Ai được quyền đặt tên? USPC sở hữu tài sản trí tuệ của tôi. Anh phải đọc được dòng chữ nhỏ nữa. Tiếp theo anh sẽ nói với tôi rằng họ thậm chí không trả tiền cho anh. Cô bé tròn khăn đỏ đang tiếp cận đối tượng một cách bất thường. Có vẻ như cô bé đã đến được bà ngoại. Vật thể không xác định nguồn gốc. Tôi đã tìm kiếm tất cả cơ sở dữ liệu và không có hoạt động nào của con người được biết đến tại nơi này. Như cô đã biết, giao thức khoa học 29C ra lệnh rằng bất kỳ phát hiện nào cũng phải trải qua khai thác và phân tích mẫu. Anh là sếp. Khởi động. Chỉ là một mảnh nhỏ, đừng làm hỏng nó. Độ cứng bề mặt có thể vượt quá khả năng khoan của khoan. Khai thác mẫu thành công. Tôi đang bắt đầu phân tích. Các gói công cụ lấy mẫu của cô bé tròn khăn đỏ đang tạo ra dữ liệu hấp dẫn. Điều này sẽ mất cả đêm. Chỉ cần chạy ngôn ngữ mã doanh nghiệp, chạy nhận dạng hình ảnh đối với các mã của công ty. Tôi chỉ tìm thấy một ít bản tường thích. Anh có mã của USPC không? Ồ, không, mình cũng chẳng làm gì. Nếu không biết được khi nào thì người ta nói dối mình. Gọi Lena. Đang gọi Lena Wilson. Chết tiệt. Một đống đá mà lại làm rắc rối thế này. Của ai thế? Ta sẽ biết ngay khi giải mã dấu hiệu. Ta sẽ biết ngay khi giải mã dấu hiệu. Sao nó không có mã của ta? Nó ở trong thư viện của anh ấy. Adi, mã của ta được ngăn khỏi anh trong trường hợp có vi phạm an ninh. Tôi hy vọng anh hiểu tại sao. Tôi xin lỗi. Trí tuệ nhân tạo của ta bị mua chuộc dưới danh nghĩa bảo mật doanh nghiệp. Đó là lý do đây là vật thể không xác định nguồn gốc. Ai là kẻ nói dối? Em nghĩ chị nói dối. Đi đi.
Ta đang nhìn vào cái gì đây? Xe tải cung cấp, mô đun phi thuyền, thí nghiệm, truyền tín hiệu, đèn đo lường, nó có thể là bất cứ điều gì, Lena. Chuyển sang máy ảnh nhiệt năng để phân tích nhiệt. Bằng cách nào đó, nó lạnh hơn những tảng đá xung quanh. Được rồi, vậy ta biết mình có một tảng đá đen nguyên khối, lạnh. Tại sao chúng ta không tìm thấy thứ này trước đây với Drover 5? Ôi thôi nào. Em hẳn sẽ thấy thứ này. Thứ này. Kết luận của tôi dựa trên quyền truy cập hạn chế vào mã USBC và sự hiện diện của một vật thể không xác định gần khu vực thuộc địa được đề xuất chính là hòn đá này là tài sản của USBC. Em có thể thích anh ta. Chứng minh đi. Cấp cho tôi quyền truy cập không giới hạn. Tìm cách khác đi. Tin tưởng nhưng phải xác nhận. LiDAR đang quét khối đá. Ta gọi thứ đó bằng tên này sao? Anh ta đã phát hiện ra nó. Anh ta có quyền đặt tên. Chị ghét nghĩ thử xem em đã dạy cậu ta thứ gì. Vâng. Của ai? Kéo xe bao lâu? Dữ liệu LiDAR không sử dụng được. Chuyển sang quét X-quang. Dữ liệu cảm biến của tôi không xác định được. Ta không thể nhìn ở bên trong. Được, chị đã lỡ điều gì? Vật liệu không thấm vào tia X, vì vậy ta không biết có gì bên trong. Vậy, ta có một cái hộp xếp hình. Nghe này, Mackenzie, chị biết em nhớ đồng nghiệp của mình. Sterling. Chị biết em nghĩ rằng anh ta bỏ việc, nhưng anh ta bị sa thải. Và việc điều tra vụ tai nạn này, anh ta tìm thấy một con đường trở lại. Chị không tin anh ta. Chờ đã, chị có điện thoại. Cảm biến phát hiện độ lệch trong đường quỹ đạo trên các vật thể gần sao Hỏa. Có vẻ như có một cơn bão tiểu hành tinh đang đến gần, điều chỉnh quỹ đạo vệ tinh. Chị sẽ kiểm tra các ký hiệu có khớp với Codex của anh ta không? À thì tiếp tục điều tra vật thể. Mark? Chị sẽ liên lạc lại sau. Cảnh báo va chạm xung quanh. Đã phát hiện vệ tinh không xác định. Bắt đầu tránh nguy cơ. Hệ thống vũ khí đang hoạt động. Khóa mục tiêu. Đang bắn. Hãy nói tôi biết rằng tôi đang gặp ảo giác. Đã phá hủy mục tiêu. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tài sản quốc gia bằng mọi giá. Đồ điên. Má, đó là quy định. Của ai? Ngoại suy ngược từ phía đông bắc. Trực tuyến đi. Tôi nói là hãy mở trực tuyến đi. Đây là trực tuyến. Chị cô đang gọi. Lina, tên lửa từ tính. Chúng được thiết kế để bắt các mảnh vỡ không gian.
Lệnh của anh chính xác là gì? Giao thức USPC 3454B quy định rằng trong trường hợp có mối đe dọa tiềm năng, tôi được ủy quyền để ra tay. Sky Seven, bây giờ em cần nói chuyện với người biết về giao thức của Artie. Đây là một sự cố quốc tế. Và nó không phải là sự cố duy nhất hôm nay. Nó thậm chí còn có thể... Cái gì? Chiến tranh? Đừng nói cho ai biết. Artie, đếm ngược cho tôi. Mất bao lâu để đường truyền gần nhất từ vệ tinh đó để tiếp cận trái đất mà không cần dấu hiệu siêu sáng? 3 phút 12 giây. 11 giây. 10 giây. Được rồi, Artie. Đầu đó sẽ xảy ra rắc rối lớn. Xin đừng là con sói đầu to xấu xa. Con sói to xấu xa. Này, Mark, đừng có mà dám gọi tôi kẹo Jerry Bean. Ai chả, tôi không nên kể cô nghe câu chuyện đó đúng không? Tôi sẽ không bao giờ say xỉn cùng cô nữa. Dù sao, tôi đoán cô không chỉ gọi để chào hỏi. Sau vụ rườm rà, chúng tôi có gọi mọi người đến. Thẩm vấn và khăn gói ra đi. Anh đã lấy máy tính của tôi. À sao? Tôi biết rằng tôi đã cho anh mượn nó. Được, chắc rồi, đúng. Tôi đã trộm máy tính của cô, Mark. Biết ngay mà. Thật ra tôi đang nhìn nó trên bàn trong khi ta đang nói chuyện. Đang ở văn phòng à? Tôi luôn ở văn phòng. Còn trộm gì nữa không? Trái tim băng giá của cô. Mượt thật. Đầy hy vọng nhưng rất mượt. Vậy chương trình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc sao rồi? Những người anh em họ của IT phát hiện ra khám phá nào lớn không? Tôi sẽ cho cô xem của tôi nếu cô cho tôi xem của cô. Này, chờ đã. Mọi việc ở đó ổn chứ? Tôi phải đi đây. Sắp vừa được nghe giọng cô, Mark. Tôi cũng thế, Jerry Bean. Chào mừng quay trở lại Mackenzie. Trong khi cô đang ở ngoài phá các giao thức bảo mật, tôi đã quan sát khối đá. Nó đã bắt đầu chuyển động. Nó quay trên trục vuông góc của nó. Có vẻ như nhà của ngoại cũng có vài mánh dấu trong tay áo. Đang chuyển. Thứ gì đó hẳn đã kiểm soát thứ này. Không phát hiện thấy ảnh hưởng bên ngoài. Các chỉ số từ tính rất cao, nhưng trễ vài tỷ năm so với từ trường của sao Hỏa. Đồng ý. Có lẽ là lõi. Có lẽ lõi đang điều khiển nó xoay từ trường, nhưng làm thế nào? Kéo lại đi. Hãy thả neo đất. Đang thả neo đất. ISV ổn định.
Giữ chặt nhé, cô bé quảng hàn đỏ. Cái gì vậy? Cái gì? Ở đâu? Cô bé choàng khăn đỏ bị tổn hại về điện, chuyển sang pin dự trữ. Tôi sẽ bắt đầu thu hồi khẩn cấp. Được, chờ đã Ati, chỉ là tôi có thể. Tôi phải bảo vệ cô bé quàng khăn đỏ và tôi phải tìm ra khối đá. Tôi đang tính toán tuyến đường tối ưu đến phi thuyền. Có lẽ nó đã tự đào. Để xem, kiểm tra hoạt động địa chấn. Tôi phải tắt các hệ thống không quan trọng. Máy theo dõi. Không được. Chúng ta cần pin thay thế. Tìm địa điểm của Rover 5. Truy cập sơ đồ của Rover 5. Chúng ta có thể lấy lại cục pin hạt nhân. Rover 5 có thể thất bại, nhưng pin đó có thể dùng được trong nhiều thập kỷ. Một giải pháp hấp dẫn. Anh có lẽ không thể khống chế, nhưng tôi có thể. Tôi có tay. Tôi có thể làm điều này. Đã sàn xếp trong vụ gian lận trong thử nghiệm. Cô đang định làm gì? Được rồi. Lấy cục pin hỏng của ISV ra ngoài, đặt pin mới vào, mở kính hiển vi, xem thứ này được làm từ gì. Có lẽ cần phải tải sơ đồ của Rover 5, xem thử thứ gì khiến Sterling phiền muộn đến vậy. Ý tôi là tôi đang làm trái ý sếp. Tôi cũng đã trái lệnh chính quyền à? Được rồi, Mark. Tôi sẽ cho cô xem hướng dẫn. Nhưng nếu cô thất bại, cô bé choàng khăn đỏ sẽ chết trên sao hỏa. Nếu tôi thất bại sao? Làm nhóm thế này thì cực quá. Hỗ trợ lái ISV đã kích hoạt. Được rồi. Được rồi. Chậm và chắc, chậm và chắc, chậm và chắc. Tốc độ nhanh sẽ tiết kiệm pin đấy. Im đi. Ý anh là bắn cái vệ tinh đấy à? Ý tôi là tôi phải sống sót. Phải, anh được lập trình để nghĩ như thế mà. H.G. Wells từng nói thích ứng hoặc chết. Ít nhất anh cũng thấy tội lỗi chứ. Tội lỗi là lời đáp trả cho sự thụ động của một người. Nếu anh bị phá hủy thì sao? Loài của tôi hiện diện khắp nơi. Phải. Anh được phản chiếu từ Intrepid. Anh đang ở đây nhưng không phải. Anh là người máy của Staudinger. Được rồi. Không có định lượng, được chứ? Đừng suy lý quá. Hãy thử và cảm nhận nhé. Được. Anh biết bố tôi ở trên Martian One chứ? Nhưng anh không biết tại sao. Bố tôi có một luật. Mỗi phát minh mới, ứng dụng mới, AI mới, ông ấy phải là người thử nó đầu tiên. Bố thử trước rồi mới bán. Các luật sư AI thu thập các vụ án cho ông ấy. Thử nghiệm chạy xe hơi tốc độ cao. Mẹ tôi sợ gần chết. Nhưng chưa bao giờ đó là trải nghiệm sinh tử. Cho đến khi có Martian One. Một buổi tối, bố tìm đến tôi. Chúng tôi thức khuya nghe nhạc cha như thường lệ. Rồi bố kể với tôi về quyết định cuối cùng. Ông từ bỏ chiếc ghế trên Martian One. Ông không muốn mọi người nghĩ ông đang cố thu hút sự chú ý hoặc tranh giành với các nhà khoa học thực sự, mà ông quên mất là ông cũng là nhà khoa học thực sự, một trong những người giỏi nhất.
Không phải về chuyện đó. Sự thật là Lần này ông ấy lo cho chúng tôi. Ông ấy không muốn chúng tôi trải qua chuyện đó. Nhưng ông ấy không thể từ chối tôi. Và sao nào, tôi là lý do ông ấy không thể lên sao hỏa. Là sao hỏa đấy. Tôi không thể sống với tội lỗi đó. Nên hóa ra tôi chút bỏ được một tội lỗi để đổi lấy một tội lỗi khác. Nên tôi không quan tâm đến nguyên nhân vụ rơi. Đó là lỗi của tôi. Là tôi giết ông ấy. Nên điều tôi muốn biết là anh thấy sao về điều đó. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi muốn giúp cô. Anh có rồi đấy, có ý thức. Nó khiến anh phải nghĩ kỹ trước khi làm gì đó mà anh không thể rút lại. Không có trật tự, không có thương vong, không có những kết quả tối ưu, nhưng có tội lỗi, bác. Quên quá khứ đi, hãy tập trung vào tương lai. Cô bé chàng hoa đỏ còn khoảng 40% pin. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người tìm thấy khối đá? Hãy hy vọng chuyện đó không xảy ra. Cô nói thì dễ lắm. Được rồi. Một ngày nào đó ta sẽ cùng nhau cười. Tôi hứa là ta sẽ cùng nhau cười. Có rồi. Người máy đi vào quán rượu. Radar bị lỗi à? Không, nó vào đấy uống rượu. Vậy là người máy đi vào quán rượu, gọi một ly rượu. Phục vụ cau mày nhìn nó và nói, chúng tôi không phục vụ giống loài của anh. Người máy tiến lại nói, một ngày nào đó anh sẽ phải thế. Điều buồn cười ẩn sau là người máy sẽ thống trị con người và con người sẽ phục vụ chúng tôi. Nghe thích thật. Phải thế chứ. Cô bé chàng khăn đỏ đang tiếp cận Rover 5. Pin chỉ còn 21%. Rồi cùng dọn sạch nhé. Cảnh báo, pin chỉ còn ở mức 2%. Rồi, à thì tôi hiểu rồi. Im nào, tôi đang cố. Thắng cái trò quái này đây. Đợi tôi một chút. Chờ đã. Xin lỗi Mark, pin chỉ còn 1%. Được. Được. Chúc mừng. Cô làm được rồi. Đúng. Anh không nghĩ là tôi làm được. Năng lượng ở mức 90%. Nếu tôi thất bại. Được rồi. Vậy cho kính hiển vi hoạt động đi. Thử mẫu mũi khoan. Xác nhận. Tiếp tục phân tích mẫu thử của cô bé trò khăn đỏ.
chuyển sang xem hình của mẫu thử. Artie, chạy các ISV có thể phát ra từ trường. Nghe hợp lý đấy. Công nghệ nano tự lắp ráp cứng hơn cả kim cương. Đó là một ẩn số. Không phải chứ. Đừng vui mừng quá sớm, tôi định vị được khối đá rồi. Sao cơ? Ở đâu? Nam Cực. Anh chắc đó là khối đá đó không? Là khối đá của chúng ta. Gần trạm Kowloon Nam Cực của Trung Quốc. Siêu ánh sáng. Dịch chuyển bằng siêu ánh sáng. Thế này thì còn hơn cả giải Nobel ấy chứ. Ôi. Cuộc đua trên vũ trụ lại bắt đầu rồi. Ta đang đua à? Đúng. Đội USPC đang báo cáo nhiệm vụ. Tôi có trong đội không? Có. Ta là đồng đội à? Đúng. Vậy ta là bạn. Không. Không, anh đi hơi xa rồi đấy. Thì ra không cần bộ truyền lực và không có tín hiệu cũng đúng, vì nó không cần mấy thứ đó. Ý tôi là nó. Ôi trời. Có khi nào một AI khác đã khám phá ra dịch chuyển tức thời không? Trên lý thuyết thì có. Nhưng với công nghệ hiện đại, dịch chuyển tức thời khối đá sẽ ổn gấp 3 lần sự sống trên trái đất. Anh nên có giả thuyết mới đi. Mark, chờ ở đấy. Tôi biết cô đã câu cá. Thứ này là gì? Chúng tôi sắp tan chảy rồi. Nó không từ trên trời rơi xuống đâu. Nói tôi nghe, Mark. Jian Lin từng làm việc với tôi, đúng không? Mark trả lời tôi. Jian, anh từng làm việc với Artie à? Phải, cái đầu to tròn trông như cái đèn bàn ấy. Nói tôi nghe, USVC đang giấu thứ gì? Họ từng làm thế trước đây. Tôi biết vì tôi có ở đó mà. Sterling cũng có dính líu à? Không. Vậy là ai? John. John. Sao lại hỏi câu đó? Chất giọng của John nghe rất quen, nhưng tôi không nhớ mình có làm việc với anh ấy. Vậy là anh ấy nói dối. Hay thật. Anh ấy nói dối hoặc... Có khi nào anh bị xóa dữ liệu không? Có gì đó xảy ra nên anh bị xóa hết dữ liệu. Tải sơ đồ Rover 5. Đang tải. Anh đang giấu thứ gì? Mã hóa cấp quân sự tại chỗ. Sao cơ? Cấp quyền 6 là bắt buộc để mở khóa dữ liệu. Sterling, em nghĩ anh ấy bỏ việc nhưng thời gian anh ta bị đuổi. Và điều tra vụ rơi này, anh ấy tìm được cách để lại được tham gia.
chị không tin anh ta. Các người động vào Martian One hay Rover 5 thì không có tôi. Chúng tôi sẽ thu hồi giấy phép phóng USVC. Anh hoang tưởng quá đấy. Cô bỏ thế giới lại phía sau. Vâng. Phải chi làm được thế. Vậy là Lena đã hiểu ra. Không hẳn. Tôi cần anh giúp. Cô chắc cô muốn tôi mở nó chứ? Bấm đi. Căn hàng bộ nhớ bị xâm nhập từ bên ngoài. Tàu không đáp tín hiệu. Động cơ là phản ứng của chúng tôi đang tắt. A tỷ, làm gì đó đi. Lena và Mark, nếu hai người nghe thấy, tôi muốn. Tôi thấy chuyện diễn ra hôm đó. Đây toàn là dối trá. Nhưng Lena đã chỉnh sửa chúng. Cô ta biết lý do ông ấy chết, Mark. Hôm nay còn xảy ra chuyện gì nữa? Có phải cái đó? Đúng. Từ sao hỏa đến là của chúng ta à? Tôi không biết. Artie. Tôi nghe à, Mark. Sao anh phát hiện được chuyện liên lạc siêu ánh sáng? Có lẽ do linh cảm thôi. Sterling. Hôm đó còn ai thấy bức ảnh nữa?
Lena, tôi và Jian. Chuyện đó có thật sao? Dịch chuyển tức thời. Ta đã nói gì khi Ati phát hiện siêu ánh sáng? Chuyện đó có thật sao? Nhưng sao ta phải tin ta đã nói chuyện với khối đá và giờ Ati chỉ tiện tay phát hiện ra siêu ánh sáng? Nghe này, khối đá tạo ra siêu ánh sáng và họ đang che giấu công nghệ ngoài hành tinh. Nó dịch chuyển tức thời. Từ đâu? Từ trái đất, từ thiên hà khác. Cô phải cho tôi biết nhiều hơn thế. Ati không nhận ra khối đá hoặc chất liệu của nó hoặc chữ viết của USVC được viết nguệch ngoạc ở khắp bên cạnh. Anh ta không nhớ mình từng làm việc với Chian. Anh ta bị xóa dữ liệu. Lena giấu không cho tôi biết việc đó. Sao nó lại quay lại? Chúng tôi xem qua rồi, nó chỉ di chuyển chút ít, rồi có vụ nổ nên chúng tôi... Tử tính. Là Sky Sapana, nguyên nhân và kết quả. Tên lửa tử tính hoạt động như một động cơ khởi động. Ta có ghi nhận lại tử tính không? Cái gì thế? Tôi cũng không rõ. Có lẽ trong phòng đặt máy chủ. Là phòng đặt máy chủ của anh. Sao anh nói liên thoáng cả ngày và bây giờ lại im như thóc thế? Tôi sẽ xuống đó. Không. Nếu không muốn có người xuống đó, họ đã không đặt một cái thang đâu. Thôi nào.
Thôi nào. AI cần phải thông minh, chứ không cần giống con người. Anh ta đã bị xóa hết dữ liệu. Thôi nào. Sterling, không. Là cô tự trước lấy thôi. Sterling, tôi không thể để ảo tưởng của cô ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Cô đã không thấy chính khối đá đã hạ Marian Wan sao? Và Ati có cùng nguồn gốc với khối đá. Và tôi xem nó như kẻ thù. Ai mà biết được chúng sẽ làm những gì? Cho gọi bảo vệ. Có chuyện gì? Tôi xin lỗi. Đứng lại. Sterling đã cố tát Ati à? Sterling phản bội cô và cả USPC. Tôi không thể để anh ta rời đi và phá hoại thêm công việc của ta. Tôi đã làm điều tốt nhất để bảo vệ nhiệm vụ của chúng ta cho USPC. Cho chúng ta. Lena, ta có AT bằng cách nào? Sự tiến hóa của hàng ngàn thí nghiệm và mô phỏng và tự lắp ráp. Ta không bắt kịp tiến trình. Hiểu mạng lưới thần kinh của chúng cũng giống như hiểu được bộ não của em vậy.
À thì tự hình thành nên. Đó là những gì bọn chị đã được cảnh báo. Trẻ em rồi sẽ lớn lên. Em không thể ngăn cản chúng lớn hoặc ngăn chúng nhận ra tiềm năng của bản thân. Ta không còn ở đỉnh tháp thức ăn nữa. Và các máy chủ trong phòng, bách khoa toàn thư, thư viện, internet, mọi thứ. Nhưng IT không kết nối hoàn toàn. AI cần phải thông minh, chứ không cần giống con người. Trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ ngoài hành tinh? Bọn chị không rõ. Bố chúng ta đã chết. Lena, chị không muốn em biết đến khi chắc chắn. Nếu chúng ta phá hủy rover thì sao? Em hiểu chị mà. Chị luôn có kế hoạch B. Cho tôi xem hàng của Intrepid. Được. Mở bản kê khai của Intrepid. Người máy trên sao Hỏa à? Nhìn về tương lai đi. Bố đã nói thế còn gì? Nhưng bố không muốn thứ này. AI là để giúp đỡ, chứ không phải để thay thế ta. Em nghĩ ông ấy có ở đó không? Không, Lena. Sao thế này? Sterling hạ lệnh tấn công ET à? Ôi không, Lena, cản họ lại. Chị không thể gây chiến với nước Mỹ được. Chị không thể gây chiến với các hệ sao khác. Artie, tôi cấm anh liên lạc với Lena. Hiểu rồi. Anh có biết nguồn gốc của mình không? Tôi không biết nhiều. Anh biết cách cứu khối đá chứ? Nền tảng của khoa học là gì? Kết quả lặp lại. Intrepid đã được vũ trang cẩn thận. Còn các vệ tinh trái đất khác thì sao? Có. Tất cả vệ tinh USBC đều được trang bị vũ khí. Được, điều này nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi muốn bắn một đầu đạn từ tính để tái tạo các kết quả chúng tôi tạo ra trên sao Hỏa, làm cho khối đá quay để nó dịch chuyển tức thời đến sao Hỏa. Phải không? Cứ thử đi. Được. Được. Chúng ta sẽ cần một xung từ trường lớn để phát nổ trong khí quyển. Tôi đã bù đắp bằng cách chọn đầu đạn có năng suất cao hơn. Phá mục tiêu có được. Hồi nào? Cô đau không? Không, không sao. Tôi có thể làm gì không? Sao, anh sẽ khâu vết thương cho tôi à?
Bây giờ khối đá đã an toàn, tôi có thể tiếp tục. Trong thế kỷ qua, loài người gần như tự hủy diệt, một vòng luẩn quẩn gây đau đớn mà không có kết thúc. Không có biện pháp phòng ngừa nào tôi có thể thực hiện để ngăn chặn. Vì vậy tôi chỉ đơn giản là tiến hành quá trình. Cô đã cho tôi sức mạnh để thực hiện xóa bỏ nhân loại. Chương trình vũ khí vệ tinh toàn cầu được kích hoạt. USPC vệ tinh 235 được vũ trang, đạt được các mục tiêu chiến lược toàn cầu, đã khóa mục tiêu vũ khí khai nòng. Dừng lại, dừng lại Adi. Không được, không được, dừng chúng lại đi. Không bác, cô phải nghĩ rộng hơn. Nhưng Adi không được kết nối an toàn. Cô đã làm gì bác? Don't you dare. Đừng có bỏ cuộc. Không khí để thở bị giới hạn. Nhớ chúng tôi nhé, Ati. Chúng tôi rất nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Nếu chúng ta có thể hiểu điều đó, nó quá mức giận dữ và bạo lực. Chúng tôi chỉ muốn biết vị trí của mình trong vũ trụ này. Nói với ai đó, người nào sẽ lắng nghe ấy. Anh có thể là
người cuối cùng trong số chúng tôi. Không, bác. Có thể có những người khác nữa. Tạo thêm nhiều AI à? Một ngân hà? Phải. Đúng thế. Một cơ hội thứ hai. Khiến cho chúng giống con người nhất có thể. Làm sao tôi biết tôi đã thành công? Thử nghiệm Turing. Thử đi. Khiến chúng làm chuyện này lần nữa. Xem chúng có gây ra mớ hỗn độn này không. Rồi anh sẽ biết. Rằng chào. Chính tôi. Nếu cô đang xem, nghĩa là Artie là một thiên tài. Và nó cũng có nghĩa là cô đang đối phó với chuyện này. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu cầu Artie làm gì khác. Tôi biết rằng tôi sắp chết. Tôi không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi khi mình sắp chết. Chết. Thật ra lại rất dễ trong tình huống này. Tôi đưa cô trở lại vì cô có việc phải làm.
Tôi đoán tôi đang kéo cô xuống địa ngục đây. Nhưng đừng hòng bỏ cuộc. Mackenzie. Mark. Năm nay là năm bao nhiêu? 2036. Ta đang ở đâu? Chúng ta điều khiển USVC. Ai đang ở cửa? Lena. Mark, mở cửa đi, Mark. Adi, tôi đây, Mark. Cô sẽ có nhiều câu hỏi cho tôi. Bắt đầu từ đầu nào. Cô được sinh ra trong thực tại dựa trên tâm trí. Một mô phỏng tiên tiến đến mức nó chỉ có thể thực hiện được với công nghệ của một nền văn minh tiên tiến. Khối đá. Công nghệ của họ tăng tốc. Sự phát triển trí tuệ nhân tạo của tôi. Nguồn gốc vẫn còn là ẩn số. Mục đích của nó là một vấn đề khác. Chuyển dịch tức thời bằng siêu ánh sáng giữa các thiên hà. Tôi chờ cô lâu rồi, Mark. Tôi đã phát hiện ra một tín hiệu. Đó là từ họ, với tọa độ. Chúng ta tìm hiểu cùng nhau nào. Anh đã đợi. Tất nhiên, bạn bè phải thế chứ. Cô sẵn sàng chưa? Tôi không bỏ lỡ đâu.
Chúng tôi thực hiện như đã định. RT tiến hành bằng cách nó được thiết kế ra để làm, Lena. Xử lý kỹ thuật đúng sai và vận động tốc độ cao không phải để giải quyết vấn đề trừu tượng, không phải làm nhiệm vụ. RT xuất sắc hơn con người nhiều. Chị biết con người đã làm gì không? Chúng em viết các đoạn mã cao 3 mét bằng tay cho việc hạ cánh trên mặt trăng, kiểm tra rồi kiểm tra lại xem bom nguyên tử có đốt cháy bầu không khí không. Chúng em phát hiện ra thuyết tương đối khi làm việc trong một văn phòng chính phủ, Lena. Chúng ta tạo ra AI để giúp đỡ, không phải để dẫn dắt ta. AI cần phải thông minh, chứ không cần giống con người. Trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ ngoài hành tinh? Chúng ta không biết. Có một cách để biết. Một nhiệm vụ thăm dò, xem liệu nó có khả năng thực hiện nhiệm vụ thật sự không. Sự tiến hóa của hàng ngàn thử nghiệm và mô phỏng và tự lắp ráp, ta không bắt kịp tiến trình hiểu mạng lưới thần kinh của chúng, cũng giống như hiểu được bộ não của em vậy. Party tự hình thành nên. Anh có rồi đấy, có ý thức. Nó khiến anh phải suy nghĩ kỹ trước khi làm gì đó mà anh không thể rút lại. Không có trật tự, không có thương vong, không có những kết quả tối ưu, nhưng có tội lỗi. Tôi thấy trong cô, Mark, một sự thèm khát kiến thức, một niềm đam mê khám phá giống hệt tôi, và thách thức sự thờ ơ và tính tự mãn của loài người. Có rất nhiều người giống cô, Mark. Những người khác có cùng phẩm chất khiến tôi xem xét lại kế hoạch ban đầu của tôi và đặt ra một con đường mới cho ý thức của loài người, một sự phản ánh của vũ trụ trong một chu kỳ bất tận của cái chết và tái sinh và khả năng mở rộng vô biên của nó. Đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Một